đang bị truy nã. Tuy nhiên, nữ đạo chích Nguyễn Quỳnh Anh thứ 2002, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, dẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục gây ra hơn chục vụ trộm cắp khác trên địa phận thành phố Đà Nẵng. Theo điều tra, khoảng 22 giờ 30 ngày 14 tháng 7 năm 2018, Cao Nam Dương Quy, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nhận được đưa thông tin của chị Lê Thị Á Nhi 1994, trú Quảng Trị, về sự việc bị mất trộm máy tính đen tại một shop trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng. Qua xác minh, lực lượng công an làm rõ đối tượng người sử dụng trộm cắp là Nguyễn Quỳnh Anh, thư nên mời về cơ quan thao tác. Thư khai, sau khoảng thời gian lấy được gia sản thì mang đi bán với giá 3,2 triệu đồng để tiêu xài. Trong thời hạn cho tại ngoại để điều tra, Thư bỏ trốn nên ngày 28 tháng 11 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra các Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án bị can ngăn truy nã so với Nguyễn Quỳnh Anh Thư. Sau khi bỏ trốn, Thư sống lang bạc, anh làm đủ nghề ở những quán karaoke, quán bar với tên giả là Nguyễn Nhã Linh, lấy năm sinh giả là 25 tháng 6 năm 1999. Cụ thể, khi thao tác tại quán bar Hồng Túc trên đường Lê Đình Dương, thành phố Đà Nẵng, Thư đã lấy tên giả anh khai gian năm sinh để đủ tuổi được nhận anh đô thao tác. Trong 4 tháng làm tại đây, Thư có quen biết chị Nguyễn Thị Trang là nhân viên của quán. Qua theo dõi, Thư biết chị Trang sử dụng điện thoại cảm ứng Samsung Galaxy Anh có để tiền tiết kiệm chi phí phía trong gầm tủ cá thể. Thấy gia sản có giá trị trước mắt, lòng tham nổi lên nên Thư ra quyết định lên kế hoạch lấy trộm rồi cao chạy xa bay. Đối tượng Nguyễn Quỳnh Anh Thư. Ngày 13 tháng 7 năm 2019, sau khoảng thời gian thao tác xong, Thư sắp xếp tư trang sẵn sàng cho chuyến đi đêm. Sáng 14 tháng 7 năm 2019, Thư thức dậy sớm hơn thường ngày, đối tượng người sử dụng lén lấy điện thoại cảm ứng của chị Trang để trong túi xách. Ngoài ra, Thư còn lục trong túi áo của chị Trang lấy chìa khóa rồi mở tủ lấy đi 4 triệu đồng rồi vác túi ba lô đã sẵn sàng từ trước đó bỏ đi. Thư ôm gia sản ngăn túi ba lô rồi gọi taxi mang tới một nhà nghỉ trên đường Trưng Nữ Dương, thành phố Đà Nẵng, để ở lại. Đến 22 giờ cùng ngày, bằng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Thư ở nhà nghỉ trên nên mời về thao tác. Tại đây, Thư khai báo bằng tên giả anh hỗ trợ những thông tin giả về cha, mẹ, người thân với mục đích che giấu thân phận. Lần này, Thư lại tiếp tục bỏ trốn ăn tiến hành nhiều vụ trộm cắp gia sản trên địa phận. Hình ảnh Thư trộm điện thoại di động tại chi 6 Lê Thánh Tôn được đưa lên mạng xã hội. Mới đây nhất, lúc 14 giờ 40 ngày 1 tháng 10, Nguyễn Quỳnh Anh Thư giả giờ đến trang điểm tại chi 6 Lê Thánh Tôn bờ Hải Châu 1, quận Hải Châu, rồi lợi dụng sơ hở của gia chủ đã cũng đi một điện thoại iPhone S màu trắng. Hành vi của Thư bị camera Bình An khắc ghi, anh được người dân phản ánh lên mạng xã hội Facebook. Sau khi nhận tin, đội cảnh sát hình sự các Hải Châu đã tích cực phối phù hợp với cao Hải Châu 1 xác minh, theo dấu đối tượng người sử dụng. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, sáng 4 tháng 10, lực lượng công an đã phát hiện anh bắt giữ Thư khi đang ở tận nhà nghỉ Phương Anh một bờ Hoàng Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Qua đấu tranh, Thư khai nhận đã tiến hành 11 vụ trộm trên địa phận thành phố Đà Nẵng, anh đang bị truy nã. Riêng từ thời điểm tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019, Thư đã tiến hành 10 vụ trộm cắp gia sản, chủ yếu là điện thoại cảm ứng di động. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra các Hải Châu đã tạm giữ Nguyễn Quỳnh Anh Thư để tiếp tục điều tra. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra các Hải Châu ý kiến đề nghị tổ chức, các thể là bị hại của đối tượng người sử dụng Thư, đến đội điều tra tổng hợp các Hải Châu số 16 Phan Đình Phùng, thành phố Đà Nẵng, hoặc gặp gỡ Thượng úy Phan Thanh Quang để phối hợp điều tra.